Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến kênh 24 giờ của em. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 số sàn và so sánh cho anh em luôn về một chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 số tự động. Vậy thì hai phiên bản này đang bán với giá như thế nào và cả option của nó có khác nhau những điểm như nào, chi tiết ra sao thì em xin phép được giới thiệu cho anh em. Cái thứ nhất về phần giá. Giá của chiếc xe Elantra bản 1.6 số sàn, đây, nó màu đen đấy ạ. Thì giá nên biết nó là 580 triệu. Giá bán của đại lý chúng em bây giờ là 535 triệu. Đấy. Còn đây, chiếc xe màu đỏ này là chiếc xe Elantra 1.6 số tự động. Giá nên biết nó là 655 triệu. Giá bán của đại lý em đang là 615 triệu. Đấy, như thế nó đang lệch nhau, như thế là đang là 85 triệu nhá. 80 triệu. 80 triệu. Từ phiên bản này là phiên bản 1.6 số tự động này và phiên bản 1.6 số sàn. Vậy thì tại sao mà lại hai phiên bản lại khác nhau mà lại giá nhìn giống bên ngoài thì giống gần như giống nhau, nhưng tại sao giá nó lại lệch nhau nhiều đến như vậy? Thì em xin phép em đi vào cụ thể cho anh em. Đây em sẽ chia, em sẽ so sánh luôn nhá. Đầu tiên về mặt lưới ca lăng của một con Elantra 1.6 số tự động màu đỏ ở đây. Thì mặt lưới hai con xe này thì mặt đằng trước thì hoàn toàn giống nhau, vẫn sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính là mặt lưới hình lục giác dạng thác nước. Đấy, và rất nhiều thanh nẹp chrome ở phía trước này giúp cho chiếc xe nó sang trọng hơn, và logo của Hyundai vẫn đặt ở phía đằng trước. Đây, em sẽ quay sang con số sàn luôn anh em xem. Đấy, anh em thấy có sự khác biệt gì nhau không ạ? Giống hoàn toàn nhau về mặt phía trước nhé. Và giới thiệu anh em về cụm đèn phía trước của xe hai phiên bản này. Đây, phiên bản của hai đằng trước này vẫn là đèn halogen nhé, dạng projector. Đấy, cả hai phiên bản này, số sàn và số tự động 1.6 này hoàn toàn giống nhau. Đây là đèn led ban ngày này, đây là đèn led ban ngày này, kiểu dáng rất mới. Đấy, cụm đèn gầm, đèn halogen và hốc gió thẳng đứng này giúp cho chống cản gió tốt hơn. Còn đây, quay cho anh em xem qua 1.6 tự động, anh em thấy có sự khác biệt gì không ạ? Không khác nhau một tẹo nào nhé. Từ đây vẫn là đèn led ban ngày này, đèn halogen dạng projector đây. Đó. Còn dưới này thì đèn gầm cũng hình tam giác và dưới tản nhiệt ở phía đằng này, bên cạnh này. Vậy thì em sẽ sang bên sườn xe xem nó có khác nhau điều gì nữa không nhé. Đây, sang bên sườn xe của chiếc Hyundai Elantra bản 1.6 số sàn thì nó cũng được dập lõi khá là cứng cáp, rất là cứng cáp luôn. Vậy đây sang con sàn bản 1.6 số tự động cũng giống nhau hoàn toàn luôn nhé, phần sườn xe. Còn chi tiết về phần bên trong này thì có những cái gì nữa? Thứ nhất là về phần bánh xe thì đã có sự khác biệt nhau. Bản 1.6 số tự động đây thì vành đúc hợp kim nhôm, vành là vành 16 inch. Đấy, vành 16 inch bạc trắng. Phanh đĩa 4 bánh thì phanh đĩa cả hai xe đều là phanh đĩa 4 bánh. Đây, còn sang biên bản 1.6 số sàn thì phanh vành là vành 15 inch thôi nhá. Đấy. 10 chấu, kia là 5 chấu kép, bây giờ sẽ là 10 chấu. Vành 15 inch. Và trên hệ thống an toàn của trên bánh xe như này thì nó có là thiếu, nhưng bản số sàn này thì đang không có một số các tính năng như sau so với cả bản 1.6 số tự động, đó chính là cân bằng điện tử xe không có nhé, và có hỗ trợ khởi ngang dốc cũng không có, thiếu so với bản 1.6 số tự động. Đây, 1.6 tự động sẽ có cân bằng điện tử xe này, có hỗ trợ khởi ngang dốc này, ổn định thân xe này, và có kiểm soát được kéo. Đó, có cảm biến số lốp nhé. Bản 1.6 số tự động này đã có cảm biến số lốp rồi này. Còn bản số sàn này thì chưa có cảm biến slop. Đó là những điểm giống nhau về hệ thống phanh và hệ thống một số cái tính năng an toàn của xe đã thiếu nhau. Đây, giới thiệu cả anh em về gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu của xe 2 xe Elantra đều là gương chiếu hậu cùng màu thân xe, và tích hợp trên đấy đó chính là đèn xi nhan trên gương là dạng đèn led. Đây, giống nhau. Nhìn bên ngoài giống nhau nhưng có một số điểm khác nhau. Đó chính là gì ạ? Đó chính là gập gương. Xe Elantra bản 1.6 số sàn đây chỉ là chỉnh bốn hướng của mặt kính này. Đấy, nó chỉ là điều chỉnh thôi.
Nó chỉ điều chỉnh mặt gương này thôi nhá, nó không cụp, không không cụp vào được. Muốn cụp vào thì mình phải bẹp bằng cơ tay bây giờ đấy. Đó. Còn bản 1.6 số tự động đây thì sẽ là chỉnh điện gập điện và có chế độ auto tự động khóa cửa. Cụ vọng cùng gương khi khóa cửa. Đó. Em sẽ đi vào cánh cửa cho anh em xem. Đây ạ. Anh em xem đấy ạ. Nó chỉ có điều chỉnh mặt điều chỉnh thôi ạ, điều chỉnh mặt gương 4 hướng thôi nhá. Đó. Và ở đằng này sẽ không có cái hỗ trợ chống trơn trượt xe thì bản kia sẽ có. Đây anh em ơi, bản này thì bản 1.6 số tự động này sẽ có chế độ auto đây, tự động cập gương và cụp gương luôn nhá. Đấy. Ngoài ra thì trên chỗ này sẽ có hệ thống, chỗ đằng này nó sẽ có hệ thống bật tắt chế độ chống trơn trượt xe đây. Đó. Ok, đi vào bên trong nữa đó chính là tay nắm cửa. Thì cả hai phiên bản đều là tay nắm cửa mạ chrome, tay nắm cửa của mạ chrome nhé, thì giúp cho chiếc xe nó sang trọng hơn. Tay nắm cửa mạ chrome trên cho cả bốn cánh cửa. Đó. Bởi vì chiếc xe bốn chiếc xe này đều là cả bốn phiên bản của xe Elantra đều là bản chìa khóa thông minh, nên là sẽ có nút bấm ở trên vô lăng đây ạ. Đó. Ok, sang phần phía đuôi xe thì trên phần trên thì xe Elantra bản 1.6 số tự động thì có cũng cả hai phiên bản đều là có anten vây cá. Nhưng mà khác điều gì nữa đó chính là cửa sổ trời đấy ạ. Bản 1.6 số tự động sẽ có cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên. Nhưng mà bản 1.6 số sàn thì không có cửa sổ trời nhé. Đấy, anh chị nhìn này, không có hề có cửa sổ trời nhé. Đấy. Đây, sang phần phía sau này em sẽ giới thiệu anh em về mức tiêu hao nhiên liệu luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu của bản 1.6 số sàn đó trong đô thị đang là 8.8 lít, ngoài đô thị là 5.99 lít và kết hợp nó là 7.02 lít. Còn đây là sang bản 1.6 số tự động đấy ạ. 1.6 số tự động thì nó sẽ ăn xăng nhiều hơn một chút xíu. Đó chính là trong đô thị là 9.29 lít ạ, ngoài đô thị là 5.44 lít và kết hợp là 6.87 lít. Đó. Sang phần đuôi xe thì hai xe Elantra bản 1.6 này thì giống nhau một cách hoàn toàn luôn nhé. Giống nhau một cách hoàn toàn luôn ạ. Đến từ thiết kế hệ thống đèn đến phần cản sau và tất cả những thứ khác. Đèn sau thì chính là đèn halogen phản xạ đa hướng ạ. Đấy. Nó được kéo dài từ phần sườn xe đến phần đuôi xe giúp cho chiếc xe nó sang trọng hơn. Đây, sang bản 1.6 số sàn giống hoàn toàn giống nhau luôn nhé. Đấy. Và thêm được nữa, nó nhà bản 1.6 này thì nó sẽ có camera lùi trên. Đây, camera lùi. Thì bản 1.6 số động cũng có camera lùi và bản 1.6 số sàn thì cũng đã có camera lùi luôn. Đấy. Camera lùi luôn. Logo để được chính giữa và chữ Elantra đã có chữ Elantra để ở giữa nổi lên giúp cho chiếc xe cảm giác sang trọng hơn. Đó. Đấy. Phần đuôi xe bây giờ là 1.6 số này, số tự động thì cũng như vậy rồi ạ. Và có cả cảm biến lùi thì cả hai phiên bản đều có cảm biến lùi 4 mắt đây ạ. Đấy, cảm biến lùi 4 mắt luôn. Số sàn cũng như vậy anh em nhé, nhưng mà nó sẽ là màu đen, nó cùng màu với này thì nó không nổi bật lên cái cảm biến lùi. Đó. Em sẽ giới thiệu anh em về trong nội thất có sắc nhau gì không nhé. Giới thiệu anh em về Elantra bản 1.6 số tự động. Thì nội thất là nội thất màu kem kết hợp màu đen. Đấy, kết hợp màu đen. Một màu rất là sang trọng luôn. Ghế thì xe Elantra bản 1.6 số sàn này sẽ là ghế da rồi nhé. Còn phiên bản 1.6 số sàn sẽ là ghế lỉ. Đấy, có bản 1.6 số tự động này là ghế da hoàn toàn luôn. Và chỉnh cơ là chỉnh cơ 6 hướng. Vậy bây giờ em sẽ đi sang bên bản 1.6 số sàn. Đây là nội thất của xe Elantra 1.6 số sàn. Cũng là nội thất màu kem, màu be kết hợp màu đen, giúp cho chiếc xe cũng rất là sang trọng và sáng chiếc xe luôn. Thế nhưng mà ghế của xe Elantra bản 1.6 số sàn sẽ là ghế lỉ. Ghế lỉ nhá, ghế lỉ toàn bộ, ghế lỉ cho tất cả các hai hàng ghế.
Và ghế cũng là ghế chỉnh cơ 6 hướng đấy ạ. Đó. Cũng là chỉnh cơ 6 hướng nhá. Còn đây là vô lăng của xe Elantra M1.6 số tự động. Trên vô lăng thì so với cả biển số sàn thì giống nhau, hoàn toàn giống nhau luôn nhé. Từ cái lúc đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, và các cái nút điều chỉnh hiển thị đa thông tin đây. Đấy, thì nó hoàn toàn giống nhau. Vô lăng cũng là vô lăng 3 chấu, bọc bọc da rồi nhé. Hoàn toàn bọc da hết rồi. Nhưng mà trên vô lăng này thì xe Elantra bản 1.6 số tự động thì sẽ là có thêm được cái là cảm biến ánh sáng đây. Auto đây. Đấy. Cảm biến ánh sáng có nghĩa là gì? Khi mà đi vào chơi vào trời tối hoặc hầm tối thì mình để chế độ auto như chế độ này thì tự động sẽ trời tự động đèn sẽ sáng lên. Đó, còn em sẽ sang bên bản số sàn như nào. Anh em ơi, đây là số sàn. Vân bản số sàn của Elantra thì vô lăng bên ngoài thì nhìn giống hoàn toàn giống nhau luôn. Điều chỉnh đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, lúc khi điều chỉnh hiển thị ra thông tin và cũng được bọc ghế da. À bọc da rồi nhá, bọc da rồi. Và cũng là 3 chấu. Và nhưng mà trên đây thì nó lại là à, mình xin lỗi, bản 1.6 số sàn thì đã có cảm biến ánh sáng, tức là tự động bật sáng khi vào trời tối. Nhưng mà trên này thì nó lại là thiếu, đó chính là cái cảm biến gạt mưa. Em xin lỗi, nó chính là cảm biến gạt mưa chứ không phải cảm biến ánh sáng. Cảm biến gạt mưa nó mới khác. Xe này thì đã là không có cảm biến gạt mưa nhé, không có chữ auto ở đây nhé. Đấy, hoàn toàn off. Tắt. Đây, em sẽ sang bản số tự động luôn cho anh em xem. Đây anh em ơi, đây là cần gạt mưa của xe Elantra thì nó là có chế độ auto rồi rồi đây này, anh em nhìn này. Nó là cảm biến gạt mưa khi mà vào trời mưa hoặc là có bất kỳ con nước nào để trên trên mặt gương, mặt kính trước thì nó sẽ cảm biến gạt mưa, nó sẽ bắt đầu hoạt động. Theo em cái chế độ này thì anh em bình thường thì đi trên đường thì hay để chế độ gạt mưa. Còn khi nào mà rửa xe thì anh em tắt đi nhá. Ok, giờ thì sẽ vào những tính năng khác em sẽ là chia sẻ cho anh em. Đây em giới thiệu với anh em về hệ thống giải trí của chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 số tự động. Thì em so sánh hai phiên bản này với cả phiên bản 1.6 số sàn luôn thì hai phiên bản hoàn toàn giống nhau. À, phiên bản 1.6 số tự động thì đã có màn hình cảm ứng 7 inch, có test kích hợp cho nó chính là định vị đây, anh em xem này, định vị đây. Đấy, và có kết hợp Bluetooth, USB, nghe nhạc FM, AM và có kết nối Apple AirPlay. Đó. Ngoài ra thì trên hệ thống âm thanh này có các đã màn hình cảm ứng rồi, điều chỉnh được rồi, nhưng mà tích hợp trên đó nó là các cái phím cơ. Đây, các phím cơ đấy ạ, phím cơ theo hình thẳng này. Rất là dễ sử dụng. Khi mà mình chuyển sang phím cơ thì mình cần điều chỉnh. Khi mà mình đang tập trung lái xe, mình không phải sử dụng cảm ứng nó khó tập trung hơn thì mình chuyển sang các phím cơ như này, mình dễ sử dụng hơn rất là nhiều luôn. Gồm có đây là điều chỉnh âm lượng này, radio này, media này, map này, bật phone này và rất nhiều các cái tính năng khác nữa. Và xe này thì sẽ là có hệ thống âm thanh là thanh 6 loa nhá. Đấy. Giờ em sẽ sang bản số sàn xem khác gì nhau không ạ. Điều hòa cơ chỉnh. Đây là anh em ơi, đây là hệ thống điều hòa của xe Elantra bản 1.6 số tự động. Đó chính là điều hòa tự động luôn nhá. Điều hòa tự động. Đấy. Với các nút bấm và viền nó là mạ chrome nhìn rất là sang trọng luôn. Điều hòa tự động hai vùng, một vùng là vùng người lái này và vùng là vùng bên ghế phụ này. Đó, rất là sang trọng đúng không ạ? Vậy thì phiên bản 1.6 số tự động này, điều hòa này gồm có các cái tự động rồi. Tự động là gì? Tự động là điều chỉnh tốc độ gió và hướng gió theo một nhiệt độ đã sẵn. Và rất nhiều các cái nút bấm khác mình đã điều chỉnh như là auto. Đây mình để cho auto nhé, bật auto đi này. Đấy, hoặc là tắt đi đây. Đó. Hoặc là rất nhiều các nút điều chỉnh hướng gió này. Đây, xây kính trước này, xây kính sau này, lấy gió trong này.
lấy gió ngoài đây, như này nó đang lấy gió ngoài này. Và đây là các cái cửa gió ngoài có xe Elantra bản 1.6 số tự động đây. Nó được các cái hình vuông và lẹp chrome ở xung quanh này. Gì giúp cho rất là, đây anh em nhìn này. Đấy, nhìn rất là sang trọng luôn nhá. Đấy, mà chrome này. Đấy. Đấy, cho tất cả bốn cửa gió. Đấy, bốn cửa gió nhá. Giờ mình sẽ xem bản số sàn có khác nhau nhiều điều gì nữa. Anh em ơi, đây là điều hòa của phiên bản 1.6 số sàn, đó chính là điều hòa cơ chỉnh tay. Nó không phải điều hòa tự động hai vùng như bản 1.6 số tự động, điều hòa cơ chỉnh tay nhá. Đây là các nút điều chỉnh này và viền nó cũng là mạ chrome, nhìn rất sang trọng luôn ạ. Các nút bấm nhìn cũng rất là hiện đại. Đó, đây là điều chỉnh tốc độ gió này. Đây là hướng gió, mình điều chỉnh các hướng gió khác nhau này. Đấy. Còn đây là lấy nóng lạnh này. Đấy là cơ chỉ như vậy thôi. Đây là sấy kính sau này. Đây bật tắt điều hòa này. Đây là lấy gió trong, lấy gió ngoài này. Đó, cơ bản là như vậy thôi. Còn cửa gió, các cái cửa gió điều hòa thì giống y như là phiên bản 1.6 số tự động. Đấy, cũng lẹp chrome ở giữa, nhìn rất là sang trọng luôn. Ok, giờ em sẽ đi sang cần số thì em sẽ giới thiệu cho anh em. Đây là hộp số của xe Elantra bản 1.6 số tự động. Đây ạ. Nó có, đây là cần số thẳng nhé. Cần số thẳng, mà ngoài ra các cái phím như thế này, đây cần số đây, thì nó cũng không có gì là nó là quá nổi bật. Và thì đó hộp số đấy ạ. Và có 3 chế độ lái, chế độ Comfort là chế độ bình thường, chế độ Eco và chế độ Sport, nó có 3 chế độ nha. Vậy thì em sẽ sang đi bản số sàn xem khác nhau điều gì nữa không ạ. Đây anh em ơi, đây là hộp số của xe Elantra bản 1.6 số sàn 6 cấp, số tự động, tức là số tự động 6 cấp, số sàn là số sàn 6 cấp. Nó là cần số đấy. Nó rất là cơ bản thôi ạ. Viền xung quanh là chỗ này là mạ chrome nhá. Đấy. Còn xe này thì nó lại không có cái chỗ đằng này giống là 3 chế độ lái. Không có 3 chế độ lái nhá, chế độ Lumen hay là chế độ Comfort, chế độ Eco và chế độ Sport, nó khác nhau. Đó chính là không có 3 chế độ lái. Ok, giờ em sẽ đi ngang hàng ghế thứ hai của xe hai xe này thì khác nhau điều gì nữa không ạ? Anh em ơi, đây là hàng ghế thứ hai của xe Elantra bản 1.6 số tự động, cũng là ghế là màu kem, màu be. Đấy, ghế là ghế da nhá. Có thể gập được 60-40. Có thể gập được 60-40 xuống. Đấy, còn bản 1.6 số sàn thì nó có thể được những cái gì thì em sẽ sang giới thiệu cho anh em luôn. À, bản 1.6 số tự động này có được cửa gió hàng ghế thứ hai rồi nhá. Đó. Vậy thì số sàn xem nó có giống như bản số tự động hay không, em sẽ sang giới thiệu cho anh em. À, đây là bản 1.6 số sàn đây. Thì nó giống nhau hoàn toàn luôn, đó chính là cùng màu đen, cùng một màu be nhé. Và hàng ghế thứ hai cũng cửa gió hàng ghế thứ hai. Nó khác nhau duy nhất đó chính là ghế lì. Chỉ duy nhất như vậy thôi ạ. Đấy, cũng gặp được 60-40. Giờ em sang tổng thể và tính năng an toàn của hai xe này có khác gì nhau điều gì nữa không anh em nhé. Đây anh em ơi, đây là tổng thể với chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 số sàn và một bản 1.6 số tự động. Vậy thì nó khác nhau về những cái nội thất và ngoại thất thì nó không khác nhau gì đáng kể đúng không anh em? Nhưng mà khác nhau về các tính năng an toàn thì lại khác nhau tương đối nhiều. Tương đối nhiều nhá. Về thứ nhất về phanh ABS nó sẽ đa giống nhau rồi này. Cả hai phiên bản đều có. Cân bản điện tử xe ESC thì phiên bản 1.6 số sàn thì không có, còn bản 1.6 số tự động thì đã có. Và hỗ trợ khởi hành ngang dốc thì bản 1.6 số sàn đã thiếu nhé, còn bản 1.6 số tự động thì cũng đã có đầy đủ. À, hệ thống ổn định chống trơn trượt xe thì cũng đã có. Và camera lùi thì cả hai phiên bản thì đều giống nhau, đều có hết. Và khác nhau nữa đó chính là kiểm soát lực kéo thì phiên bản 1.6 số sàn này đã không có ứng dụng, đó chính là hỗ trợ lực kéo. Và số túi khí thì của bản 1.6 số sàn này nó chỉ có 2 túi khí thôi, còn bản 1.6 số tự động thì đã có 6 túi khí rồi. Còn cảm biến áp suất lốp thì xe bản 1.6 số sàn này thì đã không có cảm biến suất lốp, và xe 1.6 số tự động thì đã có cảm biến suất lốp rồi nhá. Ngoài ra thì hai chiếc xe này thì đang có những cái màu như nào, màu đỏ như đây, màu đen anh em đang xem đây, còn màu trắng, màu bạc và màu xanh dương. Vậy thì tổng có 5 màu nhé. Tổng có 5 màu.
thì các tất cả các phiên bản số sàn, số tự động đều đầy đủ các màu. Anh em cứ gọi điện cho em để sẽ có đầy đủ các màu cho anh em. Còn kích thước tổng thể của tất cả hai phiên bản và nói chung là cả bốn phiên bản của xe Elantra đều giống nhau luôn. Về từ kích thước tổng thể đang là 4m620, chiều cao là đang là 1m8 và rộng là 1m450. Chiều dài cơ sở đang là 2m7. Rất là dài đúng không ạ? Và chiều khoảng dáng gầm xe là 15cm ạ. Đó. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của em. Nếu mà em có thiếu sót những cái gì thì anh em cứ comment phía dưới. Còn nếu mà anh em có thấy hay thì hãy đăng ký và bấm chuông để đợi video mới nhất của em. Em sẽ đánh giá, review cho anh em tất cả các xe của Hyundai và một số xe của hãng khác nữa, để cho anh em xem một cái tổng thể về thị trường của ô tô như nào. Ok, cảm ơn anh em.